Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Juju. Kính mời các bạn đến với chuyên mục Nhân tướng học và ứng dụng vào đời sống. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cái chủ đề mà thời gian vừa qua có rất là nhiều bạn nhắn tin gửi cho mình qua cái trang fanpage. Cái chủ đề hôm nay mình muốn chia sẻ đó chính là làm sao chúng ta biết được thông qua cái bàn tay cũng như là cái khuôn mặt thì chúng ta biết được là mình có được cú quyền thức tổ đi theo phù hộ đồ trì hay không. Cái việc mà cú quyền thức tổ đó là một trong những cái phong tục tập quán của người Việt Nam của chúng ta. Chính vì vậy mà mỗi khi mà trong gia đình chúng ta có người mất thì chúng ta thường hay làm đám giỗ để tưởng nhớ lại những người thân trong gia đình của chúng ta. Đây là một cái tập tục phải nói rất là tốt. Nó không phải là một cái điều gì đó nó mê tín dị đoan, mà nó xuất phát từ cái phong tục tập quán, cái gia đình của đất nước Việt Nam của chúng ta. Như vậy thì dưới cái góc nhìn của nhân tướng học, và cụ thể hôm nay mình chia sẻ là các bạn nhìn vào cái lòng bàn tay và cũng như là cái nhân tướng, làm sao chúng ta biết được mình có cửu quyền thức tổ theo độ hay không. Một người mà có gia tiên chúng ta đi theo phù hộ thì đương nhiên cái gì nó cũng sẽ rất là dễ dàng thành công. Và các bạn hãy chiêm nghiệm sau đây có những cái dấu hiệu như thế này, các bạn sẽ biết được mình sẽ được cụ quyền thức tổ theo gia hộ phù hộ đô tri. Thứ nhất là các bạn thường hay thấy trong những cái giấc mơ. Cái giấc mơ là một trong những cái chúng ta dễ dàng ta nhận biết nhất. Có thể là trong một cái giấc mơ chúng ta thường hay gặp một cái người nào đó, hoặc là ở đi đâu đó một nơi mà chúng ta thường tới lui. Cái điều này nó thường xuyên lặp lại. Có thể là một cái ngôi nhà hoặc là một cái điểm nào đó mà chúng ta cảm thấy rất thân quen, rất thân thuộc. Hoặc là trong giấc mơ chúng ta gặp một số một người nào đó mà thường xuyên chúng ta gặp, thì đó cũng có khả năng rất cao, đó chính là cụ quyền của chúng ta theo mách bảo nhắc nhở chúng ta một cái điều gì đó mà chúng ta cần phải lưu ý về vấn đề này, thường là trong giấc mơ. Tại vì sao trong giấc mơ chúng ta nghĩ vậy? Bởi vì khi mà trong giấc mơ chúng ta, cái thần thức của mình á, nó sẽ rất là yếu, cái năng lượng của mình nó cũng rất là thấp. Cho nên chỉ có những lúc như vậy thì có thể nói là những người mà cụ quyền trong gia đình chúng ta họ mất rồi thì họ mới có thể dẫn dắt chúng ta theo một cái hướng nào đó để chúng ta có thể biết được họ cần gì, cần mình giúp đỡ hay không. Đó là cái thứ nhất mà các bạn có thể dễ dàng nhận biết được. Và một cái đặc điểm thứ hai nữa cũng rất là dễ dàng giờ biết được, đó chính là nhiều khi trong cái cuộc sống của chúng ta có những lúc mà mình gặp những cái tai nạn nó bất ngờ. Chẳng hạn như đi ngoài đường như vậy, có rất là nhiều người đi chung mình, nhưng mà cái tai nạn nó xảy ra những người khác thì có thể là bị ảnh hưởng tới gãy tay gãy chân, nhưng mà mình thì chỉ bị trầy xước nhẹ nhẹ. Hoặc là đôi khi mà mình chạy mình dấp một cái cục đá nào đó, nó té nó lăn, nhưng mà rất là may là những cái chiếc xe đằng sau nó không chạy đến chúng ta. Đó là những lúc mà mình gặp rất là nhiều cái may mắn ở trong cuộc sống. Mình có một cái người bạn cách đây cũng vài năm, thì trên cái đường chạy quốc lộ các bạn, chạy xe Honda, thì tự nhiên dấp một cái cục đá ở giữa đường. Mà rất là may là khi mà anh ta dăng lên rất là cao và hầu như là tới cả chục mét lận, nhưng mà khi mà té xong đường cái mai là đứng dậy chạy tiếp, không có bị bất kỳ điều gì. Mà trên quốc lộ các bạn biết là có rất nhiều xe, nhưng mà rất là may mắn ở cái thời điểm mà anh ta té xuống á, thì không có bất kỳ một cái xe nào mà chạy tới. Đây là cũng là một trong cái dấu hiệu mà chúng ta thấy được là mình có được cái sự che chở, mà sự che chở đó là phần lớn là nhờ vào cái ông bà tổ tiên của mình. Đây là một cái điều chúng ta cũng rất là dễ dàng nhận biết. Hoặc là trong những cái lúc mà chúng ta có cái trong việc của mình á, nó có một cái sự thất bại, hoặc là trong những cái lúc mà mình cảm thấy mình bị thất nghiệp, thì tự nhiên có cái người khác, cái quý nhân là họ lại họ giúp đỡ mình. Thì không phải tự nhiên mà người quý nhân đó giúp đỡ, mà phải có một cái sự tác động nào đó mà ở một cái lĩnh vực về mặt tâm linh. Mà vấn đề này thì cũng có thể là do ông bà tổ tiên của chúng ta biết được mình đang gặp những cái lúc nghịch cảnh khó khăn như vậy, thì mới có một cái sự tác động nhờ một cái người nào đó quý nhân đến giúp đỡ chúng ta để vượt qua
những cái nghịch cảnh khó khăn đó. Và đương nhiên khi mà chúng ta biết được những điều như vậy thì phải biết cách để mà đền ơn đáp nghĩa ông bà tổ tiên ta. Những cái ngày giỗ ngày quại chúng ta phải thường về để mà tưởng nhớ. Và đó là cái cách thứ hai để mà để chúng ta có thể nhận biết được là mình có củ quyền thức tổ theo độ mạng hay không. Và cái dấu hiệu thứ ba nữa, cũng chúng ta nhìn qua cái nhân tướng học thì chúng ta sẽ biết được là các bạn chú ý ở cái chỗ cái tai của một người. Cái tai nó thể hiện cho một cái sự phúc khí của một người. Chúng ta thấy người nào mà có cái tai dày, to, thành quách rõ ràng, mà đặc biệt là cái dái tai của họ tròn đầy và nó có cái độ dày, cái độ thịt, thì những cái người này lại có sự độ mạng của ông bà tổ tiên mình rất lớn. Và đặc biệt là những người nào mà trên hai cái lỗ tai của họ, trên cái vành tai á, mà có cái nốt ruồi, thì đặc biệt đây là một người rất có phúc khí. Họ hầu như là chắc chắn sẽ có được rất là nhiều cái may mắn trong cuộc sống. Mà phần lớn cái phúc khí này là nhờ vào cái đức của ông bà tổ tiên mình sống có cái phúc đức thì để lại cho con cháu những cái phần may mắn đó. Đó là cái dấu hiệu mà chúng ta nhìn qua cái tướng tai. Tướng tai của một người càng to, càng dày, cái dái tai nó to đậm, mà đặc biệt là có cái nốt ruồi ở trên cái vành tai ấy, thì những người này rất có phúc khí. Và nhìn vào các bạn sẽ cảm nhận được ngay. Và cái dấu hiệu thứ tư mà mình muốn chia sẻ đến tất cả các bạn thông qua cái bàn tay ấy, thì chúng ta sẽ biết được cái người đó có cái sự phù hộ của ông bà tổ tiên mình hay không, đi theo phù hộ đầu trì mình hay không, để cho mình vượt qua những cái lúc khó khăn trong cuộc sống, có được cái con đường công danh sự nghiệp, vân vân. Thì các bạn hãy nhìn vào cái lòng bàn tay. Cái lòng bàn tay của con người chúng ta thì nó thể hiện một cách rất khoa học, có một cái sự sắp xếp nào đó, nó rất là vừa thể hiện cái sự khoa học mà vừa thể hiện cái yếu tố về mặt tâm linh, về mặt tâm tư, tình cảm, cái vận trình, cái cuộc đời công danh sự nghiệp của một người. Trong lòng bàn tay nó thể hiện rất rõ, nó thể hiện như là một cái tấm bản đồ vậy. Và một người, để mà một người có được cái phúc khí mà có được ông bà tổ tiên ta đi theo phù hộ, thì cái đặc điểm đầu tiên á, thì các bạn lưu ý là về cái gò hai âm, cái gò kim tinh, và đặc biệt là cái gò mộc tinh này, đặc biệt là cái gò mộc tinh này nó phải nhô cao và đại đặn, thì những người này rất dễ có được cái phúc khí. Mà cái phúc khí này chính là nhờ vào cái ông bà tổ tiên của mình. Và cái điều quan trọng trên hết đối với cái bàn tay này á, nó sẽ có, thường những người mà có ông bà tổ tiên theo phù hộ đầu trì thì họ sẽ có một cái đường sinh mệnh đôi. Đây là cái đường sinh mệnh, thì bên trong cái đường sinh mệnh nó có cái đường sinh đạo đôi nữa. Cái đường sinh đạo đôi này á, nó dài hay nó ngắn thì nó tùy thuộc vào cái phúc đức của người đó. Nó dài thì thể hiện người này có được một cái sự quý nhân độ mạng rất lớn. Còn thể hiện ngắn thì đương nhiên người đó họ cũng có sự gia hộ, nhưng mà ở một cái thời kỳ đầu hoặc là ở thời cuối, tùy theo cái vị trí mà cái đường sinh đạo đôi này nó xuất hiện. Và trên lòng bàn tay cũng còn rất nhiều chỗ để cho chúng ta nhận biết được người đó có được phù hộ nhờ vào cái củ quyền thức tổ mình hay không, là còn rất nhiều yếu tố. Mà đặc biệt ở trên gò mộc tinh, gò mộc tinh này nó chứa được nhiều cái điều quyền bí bí ẩn trong đây, mà chỉ có những người mà họ chuyên sâu về những tướng học và thì họ mới nhìn ra được những cái yếu tố đó. Và một cái điều cuối cùng, và cũng chính là cái điều căn bản quan trọng nhất để biết được mình có tổ tiên phù hộ độ trì hay không, đó chính là chúng ta phải có được một cái tâm tốt. Những cái dấu hiệu mà mình đã chia sẻ với các bạn từ đầu tới giờ đó chính là về cái hình tướng, chúng ta rất dễ dàng nhận biết được. Nhưng mà những cái đó nó cũng chỉ là cái phần ngọn thôi, còn cái phần gốc nó cũng phải nằm ở cái tâm của chúng ta. Chúng ta có một cái tâm tốt thì một điều chắc chắn rằng
mình sẽ có được cái sự phù hộ của ông bà tổ tiên. Bởi vì ông bà tổ tiên luôn luôn muốn con cháu của mình đi theo một cái con đường hướng đi tốt, mà chỉ có những người có tâm tốt thì họ mới nhận được những cái sự che chở đó. Còn cái tâm tốt như thế nào thì đương nhiên ở nhiều cái góc độ khác nhau. Có thể quy tụ chung lại, đó chính là chúng ta phải là một cái người sống tử tế, có đạo đức, biết yêu thương, giúp đỡ mọi người. Và đặc biệt là chúng ta phải có một cái sự khiêm hạ và có một cái sự hy sinh về cái bản thân của mình. Hay nói một cách khác là chúng ta có dám chịu thiệt thòi về phần mình hay không, để những cái phần lợi ích đó cho người khác, cho cộng đồng, thì những cái đạo đức này chắc chắn nó sẽ sinh ra cho các bạn một cái tâm rất tốt. Cái tâm càng lớn thì chúng ta sẽ nhận được cái sự giúp đỡ càng lớn, và nó ngược lại, nó phụ thuộc vào cái tâm của chúng ta. Như vậy thì qua cái video này, với một cái thời lượng rất ngắn, nhưng mà mình cũng đã phân tích một số yếu tố. Nếu các bạn có những yếu tố đó thì xin chúc mừng các bạn. Nếu có được những cái điều đó thì chúng ta hãy cố gìn, giữ gìn nó, và hãy cố gắng phát huy hơn nữa để làm sao xứng đáng với những gì mà chúng ta có được. Và mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.